Hello Vương Mô Tô, xin chào tất cả mấy anh em đến với kênh YouTube của Vương Mô Tô nha. Kênh mua bán của Vương Mô Tô xin trân trọng giới thiệu anh em chiếc xe Virago 250 hải quan chính Nhật nha. Yamaha Virago 250 nha anh em. Hải quan chính Nhật. Sang tên toàn quốc nha. Này nó là thiết kế máy V nha anh em. Nó là máy V classic cổ điển nha. Dòng này rất là hiếm, thị trường rất là hiếm nha. Máy V hai máy 250. Xe còn cực kỳ là chắc luôn nha, đồng thanh đồng thủ rất là đẹp. Đều xe lắm nha. Này về trước về sau là mới tinh luôn. Lốp vỏ là còn gai nha. Nhìn cái lốp mới thay là anh em biết nha. Mâm mạ xi vàng nha. Rất là đều xe nha. Bên đây là số khung đó nha. Số khung Virago nha. Đó, số khung Virago đó. Xe này hải quan nhập, hải quan chính Nhật, sang tên toàn quốc nha anh em. Thiết kế máy V rất là lịch lãm, cực kỳ đẹp luôn. Bộ zin theo xe nha. Các lốp yên được gắn nút rất là đẹp. Biển số thành phố nha. Chính chủ, sang tên ủy quyền gì ok hết, rút gốc toàn quốc luôn. Dòng cổ điển rất là đẹp. Rất là lịch lãm nha. Dành cho những quý ông thành đạt chạy mấy xe này ok lắm. Rất là đều xe. Xe này đăng ký năm 2001 nha anh em. Xe này mình bán giá 75 triệu nha. Anh em nào quan tâm thì điện thoại chốt giá nha. Hoặc là kết bạn Zalo, số Zalo của mình là số 237 ở dưới đó. Mình sẽ gửi hình chi tiết cho anh em tham khảo ở xa để đỡ mất thời gian. Xe này còn rất là đẹp. Nhiều anh hỏi nhiều câu mình cũng khó trả lời. Anh nói anh ơi, xe cái đời này sao còn đẹp dữ vậy? Đợt trước mình có cái xe rất là đẹp như vậy nè. Là mình cũng nói luôn là xe không phải là cái đời đó tới giờ đẹp. Tại vì những người chủ xài những cái xe người ta tâm huyết. Ví dụ như những cái xe mà rim Thái cái đời chín mấy đó, có chiếc 5-7 triệu người ta không mua, có chiếc tới 200 triệu, trăm mấy 200 triệu. Tại đây tùy theo cái người xài thôi, tùy theo người chủ, người ta xài cái xe người ta tâm huyết chứ cái xe nó khác. Còn cái xe mà để người ta cài để làm kiếm tiền là nó khác, người ta không quan tâm tới cái xe thì nó sẽ cũ đi. Còn như anh chủ này thì anh rất là mê xe. Xe anh có cái gì là trục trặc xíu là anh làm ok hết. Capo anh bỏ 5 triệu anh xây liền. Những cái nào mà trầy xước là anh làm hết. Nhưng cái xe nó còn rất là đẹp. Cái xe là tùy theo người chủ để xài cái xe, người ta tâm huyết với cái xe là nó nhìn nó rất là đẹp. Anh này anh ở chung cư anh ít chạy nên anh để cái xe anh trùm bền rất là đẹp. Xe của anh là lốp vỏ nè, xăng nhớt là không thiếu miếng nào, nhớt là thay định kỳ nè. Cặp vỏ anh mới thay nè, mới tinh luôn, mâm miết là không có một vết trầy nữa. Anh chạy rất là kỹ xe nha. Để mình nổ cái máy lên nha anh em nghe nè. Rất là uy lực nha. Máy nổ rất là cực kỳ, kỳ thầm mùa xuân nha. Capo nổ rất là hay. Thiết kế máy V rất là đẹp nha anh em.
này rất là chuẩn luôn. Nhìn cái xe anh em biết người ta chạy kỹ cỡ nào rồi, còn rất là đẹp luôn. Xe này dặn vô thằng siêu tầm. Rồi anh em là thích thì điện thoại chốt giá cho mình nha. Số điện thoại mình ở bên dưới đó 0906859709, hoặc là qua bên cửa hàng mình ở 143 đường Phan Anh, quận Bình Tân nha. Anh em xem kênh nhớ đăng ký nha, để theo dõi những cái video sau bên mình nha. Anh em nào đăng ký rồi thì cho mình xin cái like nha, hoặc là chia sẻ. Vương Mô Tô cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi Vương Mô Tô trân trọng chào mấy anh em nha.